Sau 3 năm dừng hoạt động, hàng loạt phân xưởng công nghệ của nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quốc Bioethanol Dung Quốc Quảng Ngãi đang được các chuyên gia kỹ sư khởi động, chuẩn bị sản xuất lại vào tháng 10 tới. Công ty cổ phần nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung, đơn vị trực tiếp quản lý vận hành nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quốc, đã ký hợp đồng hợp tác với công ty Tocontap về việc gia công ethanol từ nguyên liệu sắn do Tocontap cung cấp. Dự kiến nhà máy khi khởi động lại sẽ đạt 65% công suất, sản xuất khoảng 2.000 tấn sản phẩm trong 2 tuần đầu, sau đó được kiểm tra máy móc và nâng công suất. Nhà máy Bioethanol Dung Quốc được khởi công vào tháng 9 năm 2009 với tổng vốn đầu tư là gần 1.900 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa vào vận hành thương mại vào tháng 2 năm 2012. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, bên cạnh việc đổi vốn lên hơn 2.100 tỷ đồng, dự án còn lỗ 200 tỷ đồng nên nhà máy đã phải dừng hoạt động từ tháng 4 năm 2015.